Xin chào, tôi đã quay lại với series sấy đồ ngọt. Không hiểu sao tôi sấy bất cứ bánh ngọt nào cũng đều rất ngon. Thế là lại phải sấy lại. Các bạn không thách nhưng mà tôi thích sấy. Bạn thách, tớ sấy nhá. Đây là em nó chưa sấy và đây là em nó đã sấy rồi. Kiểu tôi rất là háo hức, phấn khích khi mà được ăn bánh ngọt sấy mọi người. Ok, cùng thử nhá. Thơm lắm nha. Cảm giác không ngon bằng lần trước ta. Hay là mình kỳ vọng nhiều quá nhỉ. Nó hơi chua chua, béo hơn, nó giống kiểu bánh hippo. Tôi sẽ ăn thử bánh bình thường. Cái lớp kem này trước khi sấy đã là ớt và xốp, thơm rất là rõ cái mùi Việt quất luôn. Còn đâu cái này khô rồi, nó không thơm bằng. Tôi nghĩ là bây giờ tôi hết thích bánh ngọt sấy giòn rồi, tôi sẽ ăn bánh bình thường. Nhưng mà bánh su kem sấy giòn vẫn ngon. Tôi sẽ tìm bánh khác để sấy giòn. Là ai có bánh ngọt nào sấy giòn ngon, có thể bảo tôi sẽ thử. Thế nhá.